Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin nóng 5 giờ 30 sáng của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin ngày 18 tháng 4 năm 2023 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ông Nguyễn Quang Tuấn, bệnh viện sẽ đóng cửa nếu đợi đấu thầu tập trung. Ca COVID-19 tăng, Hà Nội lấy mẫu giải trình tự gen tìm biến thể mới. Họp báo xác minh thông tin vụ nữ sinh lớp 10 tự tử nghi bạo lực học đường. Tạm giữ đối tượng say rượu tấn công cảnh sát giao thông. Mỹ đột kích thủ lĩnh IS ở Syria. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chiều qua ngày 17 tháng 4, phiên tòa xét xử ông Nguyễn Quang Tuấn, cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội và 11 đồng phạm trong vụ can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu gây thiệt hại cho bệnh viện được tiếp tục với phần xét hỏi giữa luật sư và các bị cáo. Trước hội đồng xét xử, luật sư Bùi Đình Ứng bào chữa cho ông Tuấn nhắc lại nội dung trong cáo trạng, cáo buộc những vi phạm trong việc đấu thầu 4 gói thầu trong năm 2017 của Bệnh viện Tim Hà Nội. Tại buổi khai báo, ông Tuấn trình bày, năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có chủ trương đấu thầu tập trung. Tuy nhiên, bị cáo cho biết việc tổ chức đấu thầu của thành phố rất chậm và nếu đợi đến lúc thành phố tổ chức thì cả năm 2017, bệnh viện sẽ không có vật tư, hóa chất, thiết bị y tế, đồng nghĩa với việc bệnh viện sẽ đóng cửa, không thể cấp cứu, chữa bệnh cho bệnh nhân. Cũng tại buổi xét xử, ông Tuấn nhiều lần nhấn mạnh rằng bị cáo từng ở vai trò là người lãnh đạo, quản lý chung bệnh viện, không thể nắm được chi tiết quy trình đấu thầu. Việc tổ chức đấu thầu là nhiệm vụ của phòng vật tư y tế. Hôm qua 17 tháng 4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho biết Hà Nội đã lấy 10 mẫu bệnh phẩm kết quả test nhanh dương tính với COVID-19 tại 6 quận huyện thị xã, gửi đến Bệnh viện Bạch Mai để giải trình tự gen tìm biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Tuần qua, từ ngày 7 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4, Hà Nội ghi nhận 493 ca COVID-19, tăng hơn 7 lần so với tuần trước đó. Cộng dồn từ đầu năm 2023 đến nay, thành phố có 756 ca COVID-19. Theo CDC Hà Nội, dịch COVID-19 trên thế giới đã diễn biến khó lường, virus biến đổi liên tục tạo các biến thể mới, tăng khả năng lây nhiễm. Riêng tại Hà Nội, tuần qua số ca mắc COVID-19 ghi nhận tăng so với tuần trước và có thể gia tăng trong thời gian tới. Do đó, các đơn vị cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình dịch để xử lý kịp thời, không để dịch bùng phát. Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ký ban hành công văn đề nghị tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu sớm đưa hai vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm 6502D, 6504D, 6506D và Chi cục đăng kiểm 8 ra truy tố xét xử. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ giao Giám đốc Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các trung tâm, đơn vị đăng kiểm trực thuộc và các trung tâm, đơn vị đăng kiểm khác hoạt động trên địa bàn thành phố chủ động triển khai các giải pháp. Người đứng đầu thành phố Cần Thơ yêu cầu Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn các trung tâm, đơn vị đăng kiểm tăng cường lực lượng kiểm định viên, tổ chức tăng ca, nâng cao năng suất, đảm bảo chất lượng kiểm định an toàn phương tiện theo quy định và phục vụ tốt nhu cầu kiểm định tăng cao của người dân, doanh nghiệp. Đại diện Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết, hôm qua 17 tháng 4, đơn vị bước đầu xác định vụ người phụ nữ tử vong trong ô tô ở hầm gửi xe chung cư là vụ án giết người, đồng thời bắt giữ một người đàn ông. Tại cơ quan công an, nghi phạm khai nhận có mâu thuẫn với một người phụ nữ và đã đánh sát hại nạn nhân. Đại diện Công an quận Long Biên cho biết thêm, trước mắt xác định nghi phạm có hành vi giết người. Về việc nghi phạm có cướp tài sản của nạn nhân hay không cũng đang được làm rõ. Trước đó, ngày 15 tháng 4, người dân tại chung cư ở phường Ngọc Lâm phát hiện một phụ nữ tử vong trong ô tô đổ ở hầm gửi xe. Sáng 17 tháng 4, Trường Trung học Phổ thông chuyên Đại học Vinh Nghệ An đã có buổi làm việc với báo chí để thông tin về vụ một nữ sinh lớp 10 tự tử nghi do bạo lực học đường. Cô Đặng Việt Hà, giáo viên chủ nhiệm cho biết, sự việc xảy ra quá đột ngột nên hiện tại mọi người đang rất sốc. Cô giáo cho biết, nữ sinh rất ngoan, trong học tập có nhiều cố gắng và kết quả học kỳ xếp loại giỏi. Giáo viên chủ nhiệm cũng thông tin, từ ra Tết cho đến nay thì nữ sinh này liên tục nghỉ học. Khi thì phụ huynh nhắn tin xin, lúc thì em chủ động xin nghỉ. Trước đó trên mạng xã hội lan truyền thông tin nữ sinh tự tử do bị đánh, bị ngược đãi và bị áp đảo tâm lý. Kèm theo đó là clip học sinh đánh nhau. Ông Nguyễn Hồng Xoa, trưởng phòng công tác chính trị học sinh sinh viên, trường Trung học Phổ thông chuyên Đại học Vinh khẳng định, sau khi xuất hiện clip đánh nhau đã tiến hành xác minh. Một nguồn tin trước đó cho biết, em NTIN, tên viết tắt, sinh năm 2007,
học sinh lớp 10A15, trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Vinh đã tử vong tối ngày 15 tháng 4. Nguyên nhân sự việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Chiều qua 17 tháng 4, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xác nhận PHL tên viết tắt, 32 tuổi ngụ huyện Đức Hòa có hành vi hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản tại chùa Long Nguyên, được đưa vào Bệnh viện Tâm thần tỉnh Long An để giảm thuốc nghi ngáo đá do sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, trưa 14 tháng 4, PHL đã đi vào chính điện chùa Long Nguyên tại ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, liên tục chửi bới và cầm các vật dụng ném vào tượng Phật trên chính điện. Phát hiện sự việc, nhiều người dân địa phương nhanh chóng dập lửa, tìm cách tiếp cận và khống chế đưa thanh niên về công an huyện. Hôm qua ngày 17 tháng 4, thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh cho biết cô gái 15 tuổi là VTLA, tên viết tắt, trú tại Quảng Ninh. Sau hơn một tuần hít 10 quả bóng cười mỗi ngày, đã nhập viện trong tình trạng tê bì tay chân, yếu cơ, đi lại khó khăn. Kết quả chụp cộng hưởng từ cột sống cổ cho thấy hình ảnh tổn thương sừng sau tùy cổ. Bác sĩ chẩn đoán LA bị bệnh rễ thần kinh tủy sống cổ, theo dõi do ngộ độc khí cười. Bệnh nhân được điều trị bằng thuốc tăng dẫn truyền thần kinh kết hợp điều trị oxy áp cao. Công an thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, chiều qua 17 tháng 4 đã tạm giữ hình sự đối tượng Đào Duy Tân, 42 tuổi, trú tại xã Phú Lộc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Ông Tân bị tạm giữ hình sự do điều khiển xe máy khi đã uống rượu. Bị cảnh sát giao thông kiểm tra, ông không chấp hành mà còn lăng mạ, chửi tục, rồi tấn công lực lượng cảnh sát giao thông. Thông tin ban đầu cho biết, đêm 15 tháng 4, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên đường Phan Bội Châu, phường Thanh Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện Tân điều khiển xe máy có dấu hiệu vi phạm nên đã dừng xe để kiểm tra. Ngày 17 tháng 4, lãnh đạo thành phố Phan Giang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cho biết, công an thành phố đang điều tra vụ một nữ sinh trường trung học cơ sở Trần Phú bị bạo lực học đường. Theo đó, sau khi nhận được thông tin phản ánh, lãnh đạo thành phố Phan Giang, Tháp Chàm đã giao công an thành phố Phan Giang, Tháp Chàm làm rõ vụ việc nữ sinh bị đánh quay clip. Vụ việc xảy ra vào trưa 10 tháng 4 tại khu vực hồ điều hòa ở phường Mỹ Bình, thành phố Phan Giang, Tháp Chàm. Một nhóm hơn 10 học sinh đã đưa MD tên viết tắt lớp 9 trường trung học cơ sở Trần Phú ra khu vực trên. Tại đây, một nữ sinh đã thực hiện hành vi bạo lực với MD, trong khi những em khác đứng quay clip. Bà Trần Thị Hường, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Phan Giang, Tháp Chàm xác nhận đã nhận được thông tin vụ việc. Tuy nhiên, bà Hường nói vụ việc đang được công an làm rõ nên chưa nắm cụ thể. Hôm qua 17 tháng 4, Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng đang điều tra củng cố hồ sơ xử lý chủ cửa hàng chuyên bán quần áo, mũ, giày dép có kiểu dáng tem nhãn quân phục của nước ngoài. Quá trình theo dõi ngày 13 tháng 4, Công an quận Thanh Khê kiểm tra hành chính cửa hàng ông LVH, tên viết tắt, và phát hiện lập biên bản tạm giữ 497 sản phẩm, gồm quần áo, giày dép, mũ, ba lô, bình rượu, đèn pin, áo giáp, mũ sắt, có mẫu mã màu sắc kiểu dáng tem nhãn quân phục nước ngoài. Thời điểm cơ quan công an kiểm tra, ông H không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của những sản phẩm này. Tại cơ quan công an, ông H khai nhận mua số hàng này ở Quảng Ngãi với giá khoảng 48 triệu đồng, đưa về Đà Nẵng bán kiếm lời. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế đáng chú ý được chúng tôi cập nhật đến 5 giờ sáng nay, ngày 18 tháng 4. Mỹ cho biết lực lượng của họ tiến hành cuộc đột kích bằng trực thăng ở miền Bắc Syria và có thể đã tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao IS. Các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Quân đội Mỹ tiến hành cuộc đột kích ở miền Bắc Syria sáng sớm 17 tháng 4 nhắm vào một thủ lĩnh cấp cao của phiến quân nhà nước Hồi giáo IS tự xưng và cũng là kẻ lên kế hoạch cho các vụ tấn công khủng bố ở Trung Đông và châu Âu. Bộ Tư lệnh Trung tâm Quân đội Mỹ không cung cấp thông tin chi tiết về danh tính thủ lĩnh IS trong cuộc đột kích và lý do họ chưa xác định được chắc chắn người này đã chết hay chưa. Đặc nhiệm Mỹ thường xác định danh tính mục tiêu bằng cách lấy vân tay hoặc xét nghiệm ADN, trong trường hợp điều kiện thực tế cho phép. Hãng tin Reuters dẫn số liệu của nghiệp đoàn bác sĩ tại Sudan sáng 17 tháng 4 cho biết, các cuộc giao tranh giữa quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh trong 2 ngày qua đã làm ít nhất 97 dân thường thiệt mạng, trên 590 người bị thương. Các nguồn tin ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có kế hoạch họp kín trong ngày 17 tháng 4 để thảo luận tình hình tại Sudan. Tình hình tại Sudan làm dấy lên lo ngại trong khu vực. Các nước láng giềng Ai Cập và Cộng hòa Chad đã đóng cửa biên giới với Sudan, trong khi các hãng hàng không của Ai Cập, Saudi Arabia và Qatar đã ngừng các chuyến bay tới Sudan. Liên minh châu Phi EU
Liên đoàn Ả Rập, cơ quan liên chính phủ về phát triển, trong đó Sudan là thành viên, và cộng đồng quốc tế đã lên tiếng chỉ trích bạo lực và kêu gọi các bên đối thoại nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Hôm qua ngày 17 tháng 4, Hải quân Mỹ cho biết tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của họ đã đi qua eo biển Đài Loan trong ngày 16 tháng 4 và đây là hoạt động thường lệ. Sự xuất hiện của tàu khu trục USS Milius ở eo biển Đài Loan diễn ra chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc kết thúc các cuộc tập trận quy mô gần đây quanh đảo Đài Loan. Bắc Kinh đã tiến hành tập trận quanh đảo Đài Loan để phản ứng việc nhà lãnh đạo hòn đảo bà Thái Anh Văn quá cảnh tại Mỹ và gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy sau chuyến công du tới Mỹ Latin vừa qua. Trung Quốc đã mô phỏng các cuộc tấn công và phong tỏa Đài Loan trong cuộc tập trận, triển khai hàng chục máy bay chiến đấu và máy bay ném bom qua khu vực eo biển. Hải quân Mỹ cho biết thêm, việc con tàu đi qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ với một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở rộng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 5 giờ 30 sáng ngày 18 tháng 4. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!